khoảng năm 1940, sau nhiều tháng chữa bệnh, thuyết pháp và viết kinh, Đức Thầy đã hướng dẫn được một số đông dân chúng quy y Phật Pháp. Giữa lúc ấy, bỗng Ngài viết và quảng bá bài dặn dò bổn đạo sau đây. Nội dung: Đức Thầy cho biết sứ mạng dẫn dân hóa chúng của Ngài và kêu gọi mọi người cố gắng hành trì đạo đức, đặc biệt là phải hành y bát chánh đạo, và tiên báo Ngài sẽ xa cách bổn đạo một thời gian, nên phải dặn dò khuyên dạy rạch ròi. Các độc giảng viên Võ Văn Mên, Lê Thị Ngọc Nga, Đặng Thị Kim Khuyên, Lê Thị Bảo Thi thành kính đọc lại bài dặn dò bổn đạo. Cô Lý Thị Mai, Lê Thị Ngọc Lan, Nguyễn Bé Bảy, Lê Văn Úc chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. Tháng năm 18 rõ ràng, cùng xóm cuối làng ai cũng cười reo. Xuống trần nhằm bôi nàng eo, gầm trong dân sự con nghèo chớ tu. Hạ quân sanh chung ám ưu, Tây phương sắc linh dân du ở Nam Kỳ. Mượn nhầm một xác nhu mì, dáng dần sau tháng dày thì xem sao. Rớt buồn ba tấn biết bao, nàng nguy sắp đến mà ngáo du hoài. Viết ra chẳng kể bốn bài, giả tự trần thế lui hài bổn phi. An năm không quá lễ nghi, đời nay dân vật bỏ đi chẳng dình. Mạng lo chế nhạo trong kình, chẳng toàn đạo đức mà dình thôn. Ta đây dường thấy như lương, cứu dân chẳng nề nắng sương lắm đầu. Sáu trăng thầy tớ dày dầu, quyết lòng truyền bá đạo màu mà thôi. Bồng lay điên dài có ngôi, Tây phương cực lạc khùng ngôi tòa sen. Từ bi ngọn đuốc mới nhen, giả như mở cửa mà then còn cầm. Dân tình xài xê dập bầm, nào hay ta đã thương ngầm sanh linh. Xác trần ta mở hoài thinh, đạo màu truyền pháp thình lình không hay. Trớ treo con tàu thầy lai, lôi âm sắc linh
đổi rày hỏi han. Cúi đầu tâu trước Phật đàn, lễ dân ngoan ngành xóm làng cử khôi. Đầu đuôi tâu lại khúc nôi, một trăm mới đằng ôi thôi nhớ mười người. Mãn lo cao thấp ngào cười, bởi chân trần hạ biến lười không lo. Di Đà nghe tổ buồn soi, vạn dân ba tánh đắng đo nhiều bề. Làm sao cửa Phật vừa kề, hung sùng tàn ác khó bề dài khuyên. Thầy khùng trò lại quá điên, khùng điên mấy tháng tình riêng ai ngờ. Tưởng xưa dấu cũ còn mờ, không lo tìm kiếm bên bờ mà nương. Nói cho bốn đạo đặng tường, dạy dân nào có gạt lường chi dân. Sẽ lo vận chuyển thân
dặn dò bốn đạo vậy mà mấy trương. Ta dầu có cách thông dặn dân cứ chớ hiền còn phế tức hàm lầu cao cửa rộng mà ham tu hành. Phật tiên dũng kẻ lòng thành đạo chân thì ít thiệt tâm. Trí phạm như chốn sơn lâm, dạy dân như phá rừng cầm cho dân. Nào mạnh rồi tướng Phật giấy thần làm chi, đây này lời lẽ ráng ghi thương đời nên mới làm thi khuyên đời. Ra đi dặn lại ít lời khuyên trong bốn đạo vậy thời sáng nghe. Dầu lửa cho phải cột, phải kèo, phải dây, phải chế mà theo kèo lầm. Ngọc kia ấn dạng có tầm chọn nơi chốn khỏi lắm mơ khổ hình. Át trời nạn nước thình lình, người hung cứ mãi chống cành với ta nhớ theo ta. Rời chốn khắc ngõ hầu dài răng, tinh đồ cùng các chư tăng tự rài sắp đến nói năng chốn lời bớt phiền não cuộc đời. Ráng nghe lời dạy ngỡ dây thời hành ý ngỡ. Đạo màu
định tâm hồn thiên sai. Thứ ba tư duy bằng nay, các điều tưởng nhớ thẳng ngay mới mộng. Thứ tư chánh nghiệp mơ mặt hơi dầu nghề chi thì cũng đi ngõ hầu làm ngay nhân tà gian tánh ấy tù đài của người tham nhũng nghề này chớ sạch trong kỹ lưỡng ý mà làm mới ngoan. Thứ sáu chánh ngữ liệu toan, nói nặng điều chánh thì an chớ gì. Bày chánh niệm vậy thì khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm. Thứ tám chánh định chớ lầm, từ bi hai chữ đứng nằm chớ quên. Ngồi đâu cũng định mới nên, đừng cho công việc hơn với người. Hành ý thì đáng vàng mười, tùy lòng tùy sức của người đời nay. Tố nhân hiền hậu cũng hay, dạy đời phải giết ngày rày cho tính. Suốt không ép làm in nữ dạng này, thắp cao các bậc chớ chạy, kẻ ngu người trí nghe thầy dạy khuyên. Nghe lời dạy bảo cảnh tiên ngỡ vừa kề, ít lâu ta cũng trở về khuyên cùng bổn đạo chớ hề. Trì lòng chớ có ai nung nao, từ đây nhân vật mòn hao quý lần lần. Mấy lời nhắn lại ân cần, bổn đạo xa gần nghĩ càng nguyện ước cầu mai.
học câu hỷ xa đại từ nói gương nghĩa sĩ và tư chớ gần bốn nam tổ bắc cư tàu tầng chúng sanh ra thì gần cùng ta nhân xa trần ta đã rồi xa bà già ở lại ngỡ vậy mà bình an nhân kia tình lãng về mất hổ hang mặt mày sớm mưa lo sắp đặt luyện tài Phật trời phân định mắt mày mới sinh ơn trên lượng rồng từ bi khuyến giải mặt tình nghe không dòng hiền như thề gieo bông nhụy đôm thơm phức màu hồng xuê không từ bốn đạo tàu đào mắt đô Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị và chư quý đồng đạo hiện diện kính mến, sao quyện Kệ Dân Của Người Khùng cũng trong năm 1939, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã viết Sấm Vạn quyển 3. Hẩm kinh này ngài dùng thể văn lục bát dài 612 câu, khởi đầu bằng câu ngồi trên đành núi Liên Đài và chấm dứt bởi câu chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Trong quyển này, Đức Thầy dạy tu nhân đạo cho tròn để dần tiến lên giải thoát. Theo đó, người tu nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân mà muốn được vậy, thì trước hết phải tránh xa những trụy lạc, hư hèn, do văn minh, vật chất cám dỗ, và tích cực làm tròn luân lý tam can ngũ thường. Đức Thầy đã hóa các hủ tục, nhất là những hành động phi lý trong các đám tan ma như đằng nhu, thầy lệ, kèn trống, sát hại sanh vật để cúng tế. Nếu cố gắng giữ gìn trau sửa theo những lời chỉ giáo trong khẩm kinh này, thì đạo nhân có thể có như hoàn bị và việc học Phật cũng tiến xa rồi. Kính mời chư quý thính giả theo dõi phẩm kinh Di Diệu sẽ do các độc giảng viên
Lý Thị Mai, Lê Thị Ngọc Lan, Nguyễn Bé Bảy, Lê Văn Út, Võ Văn Thâu, Hồ Văn Chính, Quỳnh Thị Như Phương, Lê Quốc Anh, Phan Thị Phượng và Nguyễn Thị Bé Tám thành kính diễn ngâm. Đọc giảng viên: Phan Thị Hiệp, Lại Văn Mộng, Nguyễn Song Toàn, Trần Thị Tám, Quỳnh Văn Ngon, Phan Văn Tùng, Võ Văn Bình, Phạm Thị Trinh, Võ Văn Út và Nguyễn Văn Buôn. Chuẩn bị. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi trên đảnh núi Liên Đài, tu hành tầm đạo một mai cứu đời. Lang thiên một cõi xa chơi, non cao đánh thượng thanh thơi vô cùng. Hiu hiu gió thổi lạnh lùng, phất phơ liều yếu lạnh lùng tòng mai. Mùa xuân hứng cảnh lầu đài, lúc còn xác thịt thì tài hùng anh. Tứ di mây phủ nhiều đoan, bồng lại một cõi hữu danh như chữ đề. Kể từ tiếng cảnh ta về, nương bồng ta ở giữa kề mấy năm, vào chơi tầm bực tri âm. Nay vì thương chung trần gian như phản hồi, nghĩ mình trống sập đã rồi, đào tiên tạm thực về ngồi cõi xa. Phong trần tâm đã rời ra, Ngọc Thanh là hiểu ai mà dám tranh. Ngài ra chơi chốn rừng xanh, về kinh kề cười canh mặt người. Xuống trần lỡ khóc lỡ cười, ham vui đào mận vuông tròn chẳng xong. Chừng nào sâu nọ quá lòng, trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên. Tương đời ta mời
son bắt đầu cha nọ là con thân này thương chung hao mòn từ đây minh hoàng gặm trong thế sự còn ở đây gian trung đò đứa cứu kẻ trầm luân đắng chờ vẫn đến nhi mới mừng chúa tôi thảm thương thế sự dãy đầy thế thảm lắm hồi mê linh dạo chơi lục tình một khi rước đưa người tục tu trì xa khơi chiều rồi lại đói mời dương trần sắp vướng bình trời từ đây khuyên trần sớm liều bắp khoai cháo rau và tháng ngày cho qua nhắn cùng bốn đạo gần xa tu hành trì chi mới là liệu câu quá khỏi nàng tay đặng cõi tiên thanh lâu đài quốc dương niệm Phật nào đợi mùi hương miền tâm thành kinh tòa chương cùng gần lao sao bể bắt cư non tầng quân khuyên tham báo xa gần cung qua tranh phân cho rõ tài ba cùng nhau giành giật mới là thấy phơi khổ lao đã sắp đến nơi thế gian bớt miệng kêu mời cõi âm dầu cho có ở xa xăm cùng là ráng tới viếng thăm dương trần ngũ hành cùng các từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh chuông kia treo sợi chỉ mạnh chẳng
lo thân phận lo dành bươm ông. Xong đến chừng gặp chúa mới mong trở về. Bây giờ kẻ sợ người tề, hiền lương đến hội cũng kề với nhau. Phật trời chẳng luôn nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Hữu phận thì cũng hữu duyên, sửa tâm hiền đức cõi tiên cũng gần. Ta mang mình thịt nương xác trần, ra tay dắt chúng được gần bồng lai. Mai sau nhiều cuộc đất cài đua chài lâu đài cùng sang, lập rồi cái hồi long qua đặng coi hiền đức được là bao nhiêu gian tà. Hồn xác cùng tiêu, thảm thương ba tánh chính chiều ruột đau. Mặt ai tranh luận thấp cao, thương trong lê thư sao sao từ đây chinh chinh bông xế về tây, đôi nhìn trần thế xác thấy ê hề thương trần ta cũng ráng thề đặng vô bá tánh liệu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải xác thân người đời. Phật truyền ta dạy mấy lời đặng cho trần thế thức thời tu thân. Nào là luân lý tư ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn. Ai mà sửa đằng vuông tròn, lòng dân đến hồi lầu son vừa kề. Thương đời dân vật sai mê, làm điều gian ác thảm thế sau này. Kể từ hầu hạ bên thầy, vào ra chầu chực đài mây cùng
gần. Tuy là nương dừa non tầng, ngày sau thấy cuộc xoay dần về nam. Qua sông nhờ được cầu lam, tu hành nào đời chùa am mới làm gì. Bây giờ bạc lộn với chị, nửa sao lọc lại dứt tì cũng chê. Bơ dân chớ có sai mê, trung lương chánh trực giữa kề đại mây. Mạng lo gây gỗ tối ngày, chẳng lo rèn đốt trí tài hiền lương. Thân này ăn tuyết nằm sương, chẳng than chẳng ý thở vì thương thấy trần. Theo thầy giảng dài nhiều lần, dương gian nào biết thấy trần nào hay. Cầu cho dân khỏi nạn tai, qua nơi khổ nào mặc ai chê cười. Bạc đâu dám sắm nữ vàng mười, ô mê mà lại chê cười thần tiên. Giả từ sơn lanh lâm tuyền về đây hồi hiệp xa duyên tới thầy. Ở rừng bàn giới cáo cày, bây giờ xuống thế cáo cày lìa xa. Thiên cơ biến đổi càng qua, gầm trong thế giới còn đôi ba phần. Mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hồi này. Tuần hoàn thiên địa đổi xây, cảm thương trần hà lòng đây chẳng dần. Cũng còn kẻ ghét người hờn, vì không rõ hiểu xa dân của thầy. Hội làng ác thú muôn bày, lớp bay lớp chài sau này đã đoan. Ai mà ăn ở nghênh ngang, đón đường nó bắt sẽ tan xác hồn. Chứ rằng quả phước vô môn, đạo
đầu cũng phải xác hồn tiêu tan. Khuyên người ơi, phước đi giàu sang, mau mau làm phước làm doan cho rồi, để sao khó đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết tí hồi nào nguôi. Ai mà ăn ở ngược xuôi, bị nơi răng rít đi chẳng vui đâu là. Rắn tôi tên gọi mạng xà, trên rừng nó xuống nó tan dương trần. Ai mà tu tình chuyên cần, làm đường ngay thẳng thần đồ cho. Thương đời hết già cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Tôi là tâm trí tu hiền tu thảo, vậy thì cho xong. Tu cầu cứu ai vớt kỳ tổ tông, với cho ba tánh máu hồng bớt kỳ rơi. Cầu cha mẹ thành tới, quốc vương thị thổ chiều mới phản hồi. Tu đền nợ thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Người tu phải lánh hơi men, đừng ham sắc lịch lắm quen lụy mình. Tu là sửa trọn ân tình, tạo khen chồng vợ bố kinh đừng phai. Tu cầu Đức Phật Như Lai, cứu dân qua khỏi nạn tai bùi này. Chơi tu chớ khá trẻ chạy, phải trao phải sửa nghe thầy giải khuyên. Ra đời xưng hiệu khùng điên, nào ai có rõ thần tiên là gì. Tôi không ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Trí hiền tâm đức chùi lao, ra công lộc kỳ thi.
thì tao nghĩ ra vàng. Vinh lấy qua phú quý chẳng ý màng, ra hoài ra lực cởi thoảng xa chơi. Con sông dòng nước chiều mới, dốc lòng trả nợ nước ý đời cho sông. Chừng nào bổn đạo hiểu thông, thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Chớ dinh chớ nhục mấy hồi, đến khi thất dần làm mồi yêu tinh. Tu rèn tâm trí cho mình, tánh kia thành kiến phỉ tình chùi lao. Người lâm nạn đua chen giúp giùm, sát thân là cái gông cầm, nếu làm chẳng tròn thú hầm sẽ chẳng kiến
lời Phật mê mang ý tiền. Dạy rồi cái đạo tu hiền, làm trai nhỏ tuổi tình duyên nghi đang nồng. Cũng dòng lòng ta đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Nghe lời cha mẹ cân phân, tam tùng vẹn giữ lập thân. Tình duyên chẳng kiếp thì chạy, chớ đừng cãi lệnh gió mây ngoài tình. Đi thưa về cũng phải trình, công dung ngôn hành thân mình phải là phải giờ sửa làm sao làm ăn các việc tầm phào chẳng nghi nên. Mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc phần đàn bà dốc hình tươi tăng đứng đi dịu dàng. Dầu cho mắt chữ nghèo nàn cũng là phải sửa phải sang mới màu.
ngôn là lời nói, mặc dầu cũng cho nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan. Đừng dùng lời cũng nhiều. Thương
đời ta mới đánh liều mong người tu tịnh ít nhiều cũng hay. Muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì sai lâu hơn. Nhưng người có tiền dư hãy nên bố thí dành tư làm gì. Sau đây nhiều chuyện kể sao cho xiết vậy thì dân ơi, tại sao chẳng cung che soi, bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè cũng không có muốn qua què lầu đài sơn phết cùng là chẳng ham. Ai chê khờ đừng kể vắng dài, đừng nề mau lâu. Giáo khuyên khắp hết đâu đâu, bớt điều mê dối mới hầu thấy ta. Đừng theo lỗ quê lỗ ma, cung kiến nó mà nó phải ăn quen. Chết rồi cũng bất kỳ cốc khen, trong đờn lễ nhạc tế đàn nhu thể lệ cùng kỳ, mắc phải chuyện gì phủ phục bình hưng, lại thêm đợt địch đi từng tân đem con heo sống mà dưng làm gì. Chỗ gia kẻ lại người quỳ, làm chuyện gì kỳ giả dối hay không. Nếu không thì trả lời không bằng mà có dối thì hồng sửa đi. Thương đời ta luôn sầu bi, học nho cứ mãi làm thế ngạo đời. Kính thưa chư quý thính giả và chư quý đồng đạo hiện diện kính mến,
để liên tục chương trình. Quyển 3 tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các độc giảng viên Phan Thị Hiệp, Lại Văn Mộng, Nguyễn Song Toàn, Trần Thị Tám, Quỳnh Văn Ngon, Phạm Thị Kim Tuyết, Phan Văn Tùng, Võ Văn Bình, Phạm Thị Trinh, Võ Văn Úc, Nguyễn Văn Buôn, thành kính diễn ngâm. Rung đồi ngâm chuyện trên trời, tình duyên ca nước dậy thời vô con. Thấy đời ta cũng héo vong, học nho mà chẳng làm tròn nghĩa nhân. Khoe mình chẳng có ai hơn, nhờ làm thuốc bắt đỡ cơn túng nghèo. Hiền chẳng chịu làm theo, đỡ ai có bệnh túng nghèo chẳng tha. Hớp thời cắt bài cắt ba, nó đòi nằm đến chừng lập hỏi xác hồn lìa xa. Mấy anh thầy thuốc lang xa cũng là mẫu mặt người ta lấy tiền xin trông. Chị đừng phiền, đồng bạc đồng tiền là thứ phi ăn. Muốn sao giữa được các lần, hãy nên trao sữa hiền nhân mới là nhân. Đời mới biết thấm cao, bây giờ chưa biết ai thao ai chi. Đời xưa có ngủ duyên kỳ, đem tài học người xưa còn chẳng cần thân, miễn cho trong nước chúng dân được nhờ. Để tâm yên lặng như tờ, nghĩ suy lờ lẽ lần xem thế sự thấm cao, khuyên dân hãy bớt làm màu.
nếu cha mẹ chết làm ơi lời này là lời truyền giáo của thầy bông qua cầu Phật hiệp dày đi cho còn mình muốn đại làng thôn thì là tùy ý đáp ngôn cho người gắm trong thế sự nực cười chẳng lo cái sửa cho người tâm ai mình làm chữ hiếu mới hay chớ muốn người ngoài cầu nguyện khó siêu muốn cho tội lỗi mòn tiêu thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay một liên cứu mẹ bằng nay nhờ người hiếu hạnh tâm rài từ bi ai ai hãy ráng mà suy thương đời ta to chuyện này rõ ràng làm tuần tra trình soạn rồi thì chơi lộn mà ăn nổi gì dương trần làm chuyện dễ kỳ tạo nhiều cánh gia chân thì chẳng theo của tiền chớ có bỏ theo chết rồi tế lễ bò heo làm gì cha mẹ còn sống về thì cho ăn không làm mà để ở lung lăng chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì ở cho tôi vui lòng cha mẹ dạy thì mới ngoan đạo là vốn thiệt cái đàn ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh thôi thôi bất miệng hùng anh ở nơi cửa khẩu thiệt rằng tiếng
vậy thì xưng hô lũ đàn lũ điếm hồ đồ anh hùng quân tử xưng hô rợn trời gặp ai mắc cơ nàng cười chơi chớ không ra sức giúp đời điều chi hổ mình là bậc tu mi chưa tròn bốn phần mà ti tôn mình kể từ thượng lộ đăng trình vào nam ra bắc mặt tình bốn phi khuyên răng trần thế một khi tuần đời sắp hạ bằng ni rõ ràng dương gian làm quyển nói càng cùng xóm cuối làng đâu cũng như đâu họ reo dục trống nhiều câu sai đồng khiển quỷ nói lâu nực cười ta khuyên hết thảy các người nhiều chuyện trò cười hãy bỏ bớt đi đừng hò đừng réo làm chi nghìn ngàn kêu muốn có khi hại mình nghe không thì cùng mặt tình nói cho rõ rệt dân tin không là Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cùng thầy ra lệnh nên ta giáo truyền thánh thần không phải thiếu tiền mà kêu mà reo xuống trần mà sai Nam Mô Quan Âm Như Lai cầu xin chư Phật cứu nay dương trần khuyên đừng chơi mắng khuyên đừng chơi thánh mắng thần xưa lương thần ghi chép liên miên nào tội nào phước dưới miền trần gian tấu qua thượng đế ngọc hoàng dương trần hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi minh dương khó đứng không ngồi tạm thường lê tứ mắt hồi gian trung
đền mắt ngọc lì rừng quỷ Phật
truyền thâu hết phép thần. Cứu an ba tánh một lần nạn quay. Khuyến bên bốn phía tự dây, kể sao cho xiết chuyện này sau này. Lớp ma thầy ác thấu dậy đầy, lớp thầy tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hông chừng đó ấy làm mồi cho bầy ác thú ngay đền bồi tội ngà xưa. Bây giờ còn mãi lọc lừa, chẳng lo kém chỗ đục mơ sau này. Hẹn lành chừng đó xâm dày, quân thần công lạc mấy ngày vui ngờ chơi. Đến đó nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân. Thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngọc môn. Mời cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thở ngay có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trần trị ngỡ kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xế sáng, tam hoàng trở lại là đời thường lòng chớ có sờn, ráng tu thì được xem đờn trên mây. Người không chết đất chợt thấy, nhìn xem bất thảm ngày dài cho dân. Mấy người còn được xác thân thì là đài ngọc các lần mới kề. Bây giờ trẻ
dài rằng khờ cũng cam. Dương trần bỏ bớt tánh tham, đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác gian, để sao coi hỏi coi hàng, coi tiên coi Phật mới ngoan bớ trần. Đêm đàn để sao xem thấy non tầng xôn xao, tuy nghèo dùng đỡ cháo rau, bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Đừng làm càng trộm gà cắp vịt xóm làng ghét dơ, khi xưa ta cũng làm thơ mà đời trăng hà làm ngơ ít nhìn. Dạy cho trần thế phỉ tình, đàn tiên cõi tột phân minh hai đường. Bây giờ hát bộ là thường, để sao Phật hát ngữ tỏ tiền buồn ngủ lại thèm đồ ăn. Nhảy lui nhảy tối lăn sân, làm tuồng mèo má thêm nhăn cho đời. Hạ ngôn lòng dạ đổi dời, bây giờ khổ não đến đời là đây. Ráng nghe lời dạy của thầy, để chừng đến việc kiếm thầy khó ra. Tây phương thầy lại quá xa, nên ta mới nói cạn lời dần nghe. Đừng ham lên ngựa xuống xe, ăn xài phí của lụa the làm gì. Xuống trần ta dài cố lì, cốt cho trần thế nghe thì mới thôi. Ngày đây xe lết xe lôi, đúng lời truyền sấm của hồi đợi lên là năm rồng rắn ngựa dê,
chúng sanh thế giới ê hề thấy voi. Trạng trình truyền sấm mấy lời, ngày nay dân chúng mới dậy thời ráng trì. Hiền nhân bổn phận tu mi, hãy mau thức tỉnh kiếm thầy quyền cơn. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi. Trên trời xuất hiện tử vi, quang minh sáng suốt dậy thầy dân ông. Thương dân khó đứng khôn ngồi, xót xa giả ngọc bồi hồi tâm trung. Gió giông thì cội cây rung, phương xa có giặc tung dung đặng nào. Trời Tây chúng nó hùng hào, đem lòng cây gỗ máu đào mới tuôn. Cầu trời cho chúng qua chuông, thế gian yên lặng hát tuồng khải ca. Học theo
quần làng mức ngày dài ăn chơi dọn xem hình dốc là lời ra đường ăn nói những lời nguyệt qua trong tâm nhớ những điều ta lời ăn tiếng nói thiệt là quá lành xuân là đầu trẻ tuổi xanh chẳng trao hiền đức học hành làm ở chê không quan thời những chuyện gì cũng là lừa dối vậy thì dân ở quê người xưa nó lại khinh chê ông cha hữu bài ưu mê hơn mình tự do trai gái ơi kết tình với lo trao sữa cho mình đẹp tươi gái trai đến tuổi đôi mươi chẳng kiêng cha mẹ nói cười lạ lời so hình xưa sắc chiều mới đang làm những chuyện trái đời vô liêm cớ sao chê cổ trồng kim phụ cha phản chúa lỗi niềm tôi con thấy đời trần hạ thôn vốn ai nuôi cho lớn mà còn khinh khi ông cha thọ trước ngu si mà ngại mà thật hơn thì đời nay học hai lời dùng tiền tài lên quan xuống quyền ăn xài lã lê gặp ai đối rách cười chê miệng kia hễ mở chửi thề gian răng chẳng lo rèn trí lập thân để làm sao trá khổ thân sau này giáo viên các sở ơi các thầy khuyên mau tỉnh ngộ tập rài lòng nhân
giúp đời đừng đợi trả ơn. Miễn tròn bốn phần hay hơn nghĩ bạc vàng. Đánh liều ta cũng nói càng, cứu dân bất luận giàu sang khó nghèo. Vinh qua như thế bọt bèo, hiền lương bất luận khó nghèo cùng sinh. Nhật năm gia tình triều minh, nàng kiều gì hiếu bắn mình chuột cha. Tuy là lưu lạc bôn ba, đến khi mãn hạn bạn xưa cùng nhìn ghét ưa ta cũng mặc tình. Nghiệm kim suy cổ biện minh thế nào, bà gia kẻ thấp người cao, hiền thần hiếu nghĩa ráng trao cho rồi. Dạng này chỉ các điều tội, khuyên dân hãy ráng mà ngồi mà suy. Thân ta chẳng tiếc cơ chi, miễn cho ba tánh nàng gì cùng mi quan. Luận xem những việc sâu xa, chúng sanh tưởng Phật thì là hài côi. Tháng ngày như thế đưa thôi, nguyện cầu thế giới bớt ngồi chiến tranh. Ngồi buồn dân gặp chiếu manh, ta cho ba tấm bức tranh vô hình. Ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Càng lời mà ý còn dài, hiến cho trần hạ một bài ngộ ngôn. Tới đây ta giả làng thôn, Ngọc Thanh lùi gót Phi Bôn Nam Kỳ. Hiền thần sách sở đều ghi, miều son tạc đệ tu mi trung thần. Thôi thôi cảnh khổ hầu gần, ta khuyên dân chúng ân cần nhìn xem. Ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít bằng ráng đêm vào lòng. Người tu như thể
tòng, ai ai cũng quý, cũng trông, cùng nhìn. Xưa trao là phần của mình, xưa nay lời lẽ sự kính rõ ràng. Chừng nào ta gặp hắn hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Mạnh tông xưa cùng khóc mắng, đất khô nay mục rõ lòng hiếu nhi. Phần ta niệm chữ từ bi độ đời, muốn xem được Phật được trời thì là phải rắn nghe lời dạy rắn. Việc tu không đợi hương đăng làm gì, đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm nó. Phật thương bồn đạo như con, muốn cho bồn đạo lòng son ghi lời. Nửa sao đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Tới ở đây cũng chức giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới màu. Nam mô lòng sơ nguyện cầu, chúc cho ba tánh muôn sầu tiêu tan. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư Quan Cựu Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị Nam Non Bãi Núi, phổ độ bá tánh vạn dân, tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả và chư quý vị đồng đạo hiện diện kính mến, tiếp tục chương trình đọc sấm giảng thi văn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Đây là quyển Cách tu hiền và sự ăn ở của một người bổn đạo. Quyển này viết bằng văn xuôi tháng 5 dương lịch 1945 tại Sài Gòn, xuất bản lần đầu cũng trong năm ấy. Tuy văn xuôi, quyển này có một đặc sắc là giản dị và lưu loát,
âm hưởng du dương nhịp nhàng. Nơi đây Đức Giáo Chủ minh chứng về tứ ân, tam nghiệp, thập ác và bát chánh. Ngài đã giảng dạy về cách thờ phượng, cúng lại, nghi thức cử hành tang lễ, giá thú, cách đối xử với các tôn giáo bạn và các tăng sư nhân dân. Vậy kính mời chư quý vị lắng lòng thưởng thức qua bài luận về tứ ân trong quyển 6. Bài này qua phần phụng đọc của độc giảng viên Trương Hoài Linh. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo Phật từ xưa đến nay luôn luôn phân làm hai hạng người: một, hạng xuất gia; hai, hạng tại gia. Hạng xuất gia gồm có các nhà sư hay những ni cô đã hoàn toàn ly khai với gia đình, quê hương, bè bạn, dựa thân vào cửa thiền hoặc núi non am cốc, hằng ngày chỉ chuyên lo kinh kệ, săn sóc cảnh già lam, trao luyện đức lành, dồi mài trí tuệ, hầu giảng dạy cho bá tánh thập phương nghe, để hoài đầu hướng thiện quy y Phật pháp. Không còn thiết đến việc đời, gia đình, nhà cửa của nhà sư là cả thế gian, thân quyến nhà sư là khắp cả nhân loại đại đồng. Đó là hạng người dốc tu cho mau thành Phật quả, thoát kiếp luân hồi. Hạng tại gia gồm tất cả đại chúng, tất cả thiện nam tín nữ chưa đủ những điều kiện xuất gia, vì cảm thấy mình còn nặng nợ với non sông tổ quốc, với gia đình, với đồng bào xã hội, nên chưa thể làm như các nhà sư hai ni cô đặng. Tuy vậy, họ cũng sẵn sàng hoan nghênh ca tụng lý tưởng từ bi bác ái đại đồng của nhà Phật và luật nhân quả do Phật thuyết ra. Thế nên ở tại nhà họ phượng thờ Đức Phật, phát nguyện quy y, giữ gìn ít điều giới luật, hằng coi kinh sách, sửa tánh răng lòng, ủng hộ các sư. Như thế họ cũng lần lần lên con đường giải thoát. Đây là hạng người học Phật tu nhân. Bàn xét như trên, thấy rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân vậy. Sách xưa có câu: thiên kinh vạn điển, hiếu nghĩa di tiên. Muôn vạn quyển kinh của Phật thánh tiên đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu. Hôm nay đã quy đầu Phật tu niệm tại gia, ta hãy cố gắng vâng lời thầy tổ đã dạy, lo tròn câu hiếu nghĩa. Đức Phật thầy Thay An thở xưa thường khuyến khích các môn nhân đệ tử rằng: muốn làm xong hiếu nghĩa có bốn điều ân, ta cần phải hy sinh gắn gỗ mới mong làm trọn. Một, ân tổ tiên cha mẹ. Hai, ân đất nước. Ba, ân tam bảo. Bốn, ân đồng bào và nhân loại. Với kẻ xuất gia thì ân đàn na thí chủ. Ân tổ tiên cha mẹ. Ta sanh ra cõi đời được có linh hài để hoạt động từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành, đủ trí khôn ngoan. Trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy, cha mẹ ta chịu biết bao khổ nhọc. Nhưng sanh ra cha mẹ là nhờ có tổ tiên, nên khi biết ơn cha mẹ cũng có bổn phận phải biết ơn tổ tiên nữa. Muốn đền xong ơn cha mẹ, lúc cha mẹ còn đang sanh tiền, có dạy ta những điều hay lẽ phải, ta ráng chăm chỉ nghe lời, chớ nên sao lãng, làm phiền lòng cha mẹ. Nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái với nhân đạo, ta ráng hết sức tìm cách khuyên lơn, ngăn cản. Chẳng thế, ta còn phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho mẹ khỏi đói gách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, gây sự hòa hảo trong đệ huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn. Ráng cầu cho cha mẹ được hưởng điều phước thọ. Lúc cha mẹ quá vãng, hãy tu cầu cho linh hồn được siêu thăng nơi miền Phật cảnh, thoát đọa trầm luân. Còn đền ơn tổ tiên là đừng làm điều gì tồi tệ điếm nhục tông môn. Nếu tổ tiên có làm điều gì sai lầm gieo họa đau thương lại cho con cháu, ta phải quyết chí tu cầu và hy sinh đời ta làm điều đạo nghĩa, rửa nhục tổ đường. Ân đất nước. Sinh ra ta phải nhờ tổ tiên, cha mẹ, sống ta cũng nhờ đất nước, quê hương, hưởng những tấc đất, ăn những ngọn rau. Muốn cái sự sống được dễ dàng, giống nồi được truyền thụ, ta
cảm thấy có bổn phận phải bảo vệ đất nước khi bị kẻ xâm lăng dày đạp, ráng nâng đỡ xứ sở quê hương lúc nghiêng nghèo và làm cho được trở nên cường thạnh, ráng cứu cấp nước nhà khi bị kẻ ngoài thống trị. Bờ cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm. Hãy tùy tài trì sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở, thẳng như không đủ tài lực đảm đương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta phải ráng tránh đừng làm việc gì sơ sức đến đổi làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước. Đó là ta đền ơn cho đất nước vậy. Ân Tam Bảo. Tam Bảo là gì? Tức Phật, Pháp, Tăng. Con người nhờ tổ tiên cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng, nhờ đất nước tạo kiếp sống cho mình, ấy về phương diện vật chất. Về phương diện tinh thần, con người cần nhờ đến sự giúp đỡ của Phật, Pháp, Tăng khai mở trí óc cho sáng suốt. Phật là đấng toàn thiện, toàn mỹ, bác ái vô cùng, quyết cứu vớt sanh linh ra khỏi dòng trầm luân khổ hại. Thế nên, Ngài mới truyền lại giáo pháp, tức là những lời chỉ dạy cho các chư tăng, đặng đem nền đạo của Ngài ban bố khắp trần thế. Các chư tăng chẳng ai lạ hơn những đại đệ tử của Đức Phật dạy, bởi vì Đức Phật luôn luôn chỉ dẫn và cứu vớt quần sanh thoát miền mê khổ. Nên ta hãy gắng kính trọng Phật, hãy tin tưởng và tín nhiệm vào sự nghiệp cứu đời của Ngài, làm theo những điều chỉ dạy do các chư tăng cho biết. Tổ tiên ta đã hiểu rõ sự nhiệm màu, lòng quảng ái của Phật đối với chúng sanh, đã kính trọng sung bái Ngài, đã hành động đúng theo khuôn khổ Ngài đã dạy, và đã dung trọng bồi đắp cho nền đạo được phát triển thêm ra, xây dựng một tòa lâu đài đạo hạnh vô thượng vô song, roi truyền mãi mãi với hậu thế. Nên bổn phận chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt giùm kẻ sa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sao vậy. Ân đồng bào và nhân loại. Con người vừa mở mắt chào đời đã thấy mình phải nhờ đến sự giúp đỡ của những kẻ ở xung quanh, và cái niên kỷ càng lớn thêm bao nhiêu, sự nhờ nhõi càng tùng tự thêm nhiều chừng nấy. Ta nhờ hộp cơm của họ mới sống, nhờ miếng vải của họ mới ấm thân, nhờ cửa nhà của họ mới tránh cơn phong vũ vui sướng. Ta đồng hưởng với họ hoạn nạn, họ cùng chịu với ta. Họ và ta cũng một màu da, cũng nói một thứ tiếng. Ta và họ hợp nhau thì thành lại làm một. Ấy quốc gia đó, họ là ai? Tức những người ta thường gọi bằng đồng bào vậy. Đồng bào ta và ta cùng chung một chủng tộc, cùng một nòi giống roi truyền, cùng có những trang sử vẻ vang oanh liệt, cùng tương trợ lẫn nhau trong cơn nguy biến, cùng chung phận sự đào tạo một tương lai rực rỡ trong bước tiền đồ của gian sang đất nước. Đồng bào ta và ta có một liên quan mật thiết, không thể rời nhau, chẳng thể chia nhau, và chẳng khi nào có ta mà không có đồng bào, hay có đồng bào mà không có ta. Thế nên ta hãy ráng giúp đỡ họ, hầu đáp đền cái ơn mà ta đã thọ trong muôn một. Chẳng những thế thôi, ngoài đồng bào, ta còn có thế giới người đang cặm cụi cần lao cung cấp những điều nhu cầu cần thiết. Họ là nhân loại, là những người đang sinh sống với chúng ta trên quả địa cầu. Nếu không có nhân loại, thử hỏi dân tộc ta ra như thế nào? Ta có đủ vật liệu để dùng chăng? Ta có thể tự túc một cách đầy đủ chăng? Nói tóm lại, ta có thể lẻ loi đương đầu với những khi phong vũ nhiệt hàn, với những lúc ốm đau nguy biến, giữ vững cuộc sống còn này chăng? Hẳn không vậy. Thế nên dân tộc ta phải nhờ đến nhân loại, nghĩa là nhờ đến dân tộc khác, và phải biết ơn họ. Hãy nghĩ đến họ cũng như mình nghĩ đến mình và đồng chủng mình. Vả lại, cái tình từ bi bác ái của Đức Phật mà ta đã nhận thức rất thâm huyền quảng quật, cái
Cái tình ấy nó không bến không bờ, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc, nó cũng không luận sang hèn và xóa bỏ hết các tầng lớp đẳng cấp xã hội, mà chỉ đặt vào một nhân loại chúng sanh. Thế ta không có lý do gì chánh đáng để vì mình hay vì đồng bào mình gây ra tai hại cho các dân tộc khác. Trái lại, hãy đặt vào họ một tư tưởng nhân hòa, một tinh thần hỷ xả, và hãy tự xem mình có bổn phận giúp đỡ họ trong cơn hoạn nạn. Đối những kẻ xuất gia quy y đầu Phật, phụ vào những ân huệ đã thọ như đã nói trên, họ còn phải trực tiếp chịu ân của các đàn na thí chủ, nghĩa là những thiện nam tín nữ có hảo tâm cung cấp những vật dụng cần thiết cho họ, họ nhờ đến hộp cơm, đến miếng vải, đến thuốc men đặng sanh sống. Rốt lại, họ phải nhờ đến sự nuôi dưỡng hoàn toàn của những kẻ tốt lòng. Với quần sanh, họ mang cái ơn rất nặng, cho nên họ phải dìu dắt sanh linh đi tầm chân lý, đặng đáp tạ tấm lòng chiếu cố của thiện tín. Nam mô A Di Đà Phật.